Dạ, bánh bèo của mình nhìn có ngon không ạ? Tài xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm bánh bèo với Tài nhé. Dạ, Tài xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Tài sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn một món ăn, đó là bánh bèo mặn nha. Ở đây Tài đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn rồi, đó là bột gạo và bột năng. Thì ở đây bột gạo Tài sử dụng 300 gram bột gạo. Bột gạo loại nào cũng được nha, miễn là bột gạo ngon là được. Và 50 g bột năng. Mình sử dụng bột năng là 50 g nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Nước ở đây Tài sử dụng 300 ml nước lọc. Rồi cách làm là Tài lấy bột năng và Tài trộn vào bột gạo nha. Tài trộn đều lên. Tài trộn cho cái bột gạo và bột năng của mình nó hòa, nó trộn đều lên với nhau để cho cái bánh của mình nó đồng đều hơn và nó ngon hơn khi mình làm ra thành phẩm. Trước khi mình cho nước vào mình cũng phải trộn nha. Rồi sau đó mình sẽ cho nước vào. Mình cho từ từ thôi nha cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà mình có kinh nghiệm thì mình cho cùng một lúc, còn nếu mình không có kinh nghiệm thì mình cứ cho từ từ vào thôi. Rồi mình khuấy đều lên. Mình khuấy đến khi nào mà cái bột của mình nó không còn những cái bột óc châu nữa thì lúc đó mình là đã khuấy xong và khuấy thành công rồi. Mình có thể dùng tay dùng máy khuấy đều được nha. Ai có máy thì dùng máy, còn ai không có máy thì mình có thể dùng cái muỗng hoặc là cái vá gì đó cứng hoặc là dùng tay đó mình khuấy cũng được. Không nhất thiết cũng phải dùng máy đâu. Đâu phải ai cũng có máy đâu. Mình làm ở gia đình ăn thì lâu lâu mình mới làm. Rồi, Tài sử dụng thêm một miếng chanh nha. Chanh này á, là Tài sử dụng miếng chanh này có công dụng là giúp cho mình nó khử cái mùi hôi của cái bột á. Nếu mà bột mình là bột cũ hoặc là cái mùi, ai mà không thích cái bột mà khi mà thành phẩm ra rồi á thì nó có hôi hôi cái mùi bột á, thì chanh nó có tác dụng là khử cái mùi hôi đó đi, khử bớt đi. Rồi mình lại khuấy đều lên. Đó, bột của mình đã khuấy ra được ra như vậy. Thì bắt đầu mình đem đi ủ bột nha, 1 đến 2 tiếng, ít nhất là 1 tiếng nha. Rồi tiếp theo, công đoạn tiếp theo là mình chuẩn bị nhân. Ở đây Tài sử dụng là thịt heo băm và tôm lột vỏ băm nha. Thịt heo đó, thì Tài sử dụng 250 g thịt heo băm hoặc là xay ra. Còn tôm thì khoảng 300 g tôm lột vỏ băm ra hoặc là xay ra. Thì Tài có sử dụng thêm nấm mèo, khoảng 3 cái nấm mèo, hành tím băm và hành lá. Hành lá này là hành lá Tài trồng ở nhà đó. Tài là trồng từ củ hành tím mà ra. Do dịch bệnh đó, mình trồng củ hành tím, mình lấy lá mình ăn đó cô chú anh chị và các bạn. Thì cũng rất là tiện lợi. Nếu mà nhà ai có hành tím á thì mình có thể dùng hành tím để trồng, lấy lá mình ăn làm rau nêm nha cô chú anh chị và các bạn. Tài cho vào thịt heo 3 muỗng hạt nêm. Tiếp đó là đường, Tài cho 1 muỗng cà phê. Và bột ngọt thì cho 1 muỗng cà phê luôn. Muối Tài cho 1/2, 1/2 muỗng cà phê muối nha. Tiêu thì tùy vào cô chú anh chị ăn cay ăn ít thì mình có thể gia giảm tiêu nha. Ở đây Tài cho 1/2 muỗng cà phê tiêu. Đây, bên phần tôm á, thì Tài chỉ cho 1 muỗng cà phê hạt nêm thôi, chỉ một loại duy nhất thôi. Và Tài tiếp tục, Tài cho nấm mèo vào bên phần thịt. Cô chú anh chị và các bạn biết vì sao Tài lại trộn riêng tôm và thịt như không? Vì thịt nó sẽ lâu chín. Thịt nó sẽ lâu chín hơn là tôm. Thì khi mà mình xào thịt cho nó chín
hết thì sau đó mình mới bỏ tôm vào, mình xào tiếp theo. Nếu mình trộn lẫn giữa tôm và thịt mình xào chung á, thì nó cũng được nhưng mà nó không ngon. Thịt chưa chín mà tôm đã chín rồi thì nó cái tôm của mình nó sẽ không còn ngọt, không còn ngon nữa. Mình sẽ xào riêng, xào trước, xào thịt trước, sau đó mình xào tôm sau. Và phần tôm chỉ mình chỉ nêm nếm gia vị là hạt nêm thôi là vừa đủ rồi. Bên thịt đã có đầy đủ gia vị rồi, tôm thì mình chỉ cần nêm hạt nêm thôi. Hai loại mình đều trộn đều nha. Mình trộn đều xong mình cho hai cái loại thịt và tôm á, mình nghỉ có khoảng 5 phút. Lúc đó cho cái gia vị nó thấm vào, thấm đều vào thì cái nhân của mình nó sẽ ngon hơn, nó đậm đà hơn. Đây, cái phần thịt của mình nó đã được như thế này. Mình trộn xong mình cho nó nghỉ ngơi khoảng 5 phút nha cô chú anh chị và các bạn. Tôm của mình rất là tươi và ngon, thịt cũng vậy, thịt cũng rất là tươi và ngon. Rồi công đoạn tiếp theo là mình cho cái chảo lên bếp để mình xào thịt. Thì cho cái vào cái chảo một chút dầu. Sau đó cái hành tím băm của mình nè, mình cho vào để mình phi. Phi hành tím lên cho nó vàng. Nếu mà ai không thích ăn hành tím thì có thể dùng tỏi nha cô chú anh chị và các bạn. Nó đã vàng lên thì sau đó mình sẽ để cho thịt vào. Mình cho thịt vào thì mình cho lửa vừa và nhỏ nha, mình đảo đều tay để chống tình trạng mình bỏ quên nó cháy và nó khét cái thịt của mình, nó thì không còn ngon nữa, cái mùi khét thì nó không còn thơm nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Thịt mình thì có thể tùy vào sở thích của cô chú anh chị và các bạn, có thể mua thịt nạc không hoặc là nạc và mỡ hoặc là ba chỉ, thì cái loại nào cũng được tùy vào sở thích của mình. Ở đây thì Tài sử dụng vừa có nạc vừa có mỡ, nhưng mà thịt nó sẽ nhiều hơn mỡ. Có mỡ thì cái thịt của mình nó sẽ trông ngon hơn, nó bóng hơn, nó mượt hơn. Ăn nó cũng không có cảm giác nó thích hơn. Tùy vào sở thích của cô chú anh chị và các bạn thôi. Mình lựa chọn thịt nào cũng được. Rồi thịt mình cũng đã chín, đã săn lại rồi nè. Tới công đoạn này là mình bắt đầu mình cho tôm vào. Mình cho tôm vào. Tôm chỉ cần đảo đều 1 đến 2 phút là tôm nó đã chín rồi. Tôm rất là nhanh chín. Khi tôm nó chuyển sang màu đỏ gạch đó, là tôm nó của mình đã chín rồi. Thì lúc đó là mình có thể để qua một bên. Đó, tiếp tục là mình cho cái màu. Cái màu này là màu đường của Tài caramel lên đó. Trong trong cái này á, là có đường caramel và có một số ít tương ớt. Tài cho tương ớt khoảng 1 muỗng canh tương ớt đó, để tạo màu. Anh chị và các bạn á, muốn màu đẹp hơn á, thì mình caramel đậm hơn. Rồi, nó đã chín rồi, mình cho hành lá vào nha cô chú anh chị và các bạn. Cho hành lá vào cho nó thơm. Tại ở đây Tài có chuẩn bị một chút xíu bột năng. Bột năng Tài pha với nước lạnh nó một chút xíu thôi, mình cho vào để cho tạo cái độ sánh sệt cho cái gia vị, cho cái nhân của mình á, nhìn nó bắt mắt hơn, nhìn nó ngon hơn, nó đẹp hơn. Rồi thịt của mình cũng đã chín rồi, cũng thơm rồi, và nó sánh sệt lên rồi. Thì mình sẽ cho nó qua một bên để bắt đầu mình đi làm công đoạn tiếp theo. Công đoạn tiếp theo của mình là mình đi hấp bột. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn ăn nhân nóng thì mình hấp bột trước làm nhân sau. Đây là phần bột của mình nó đã nghỉ ngơi được khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ rồi cô chú anh chị. Bong bóng nó cũng đã nổi lên rồi, có những cái bọt bong bóng ở trong bột á, nó nổi lên rồi là cái bột của mình nó đã nở ra rồi. Rồi tiếp sau đó mình sẽ cho thêm khoảng 200 ml nước đun sôi. Nước đun sôi này nó có công dụng á, là giúp cho cái bột của mình nó nở nhiều hơn. Mình không có dùng men nở, bột nở gì hết, thì mình dùng cái tự nhiên ha cô chú anh chị và các bạn. Nở cách tự nhiên, bột nở một cách tự nhiên, không dùng men nở, bột nở gì cả. Thì mình dùng nước sôi thì cái bột của mình nó nở nhanh hơn, giúp cho bột họ nở nhanh hơn. Khi mình làm thì nó sẽ ngon hơn. Rồi Tài tiếp tục cho vào cái bột là khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn nó có công dụng là giúp cho mình khi mình hấp lên thì cái chén của mình nó không bị dính và cái bột bánh của mình nó sẽ bóng và đẹp hơn, láng mịn hơn.
cho khoảng 2 muỗng canh thôi là đủ rồi. Nếu mà mình làm số lượng bột nhiều á, thì mình có thể tăng lên, gia giảm cái lượng dầu ăn, gia giảm lượng nước. Rồi mình khuấy đều lên nha cô chú anh chị và các bạn. Nhớ là khi mình ủ bột á, là mình ủ từ 1 đến 2 tiếng thì bột của mình nó mới nở tốt. Ít nhất, nếu mà gấp quá ít nhất là 1 tiếng nha. Rồi mình bắt cái nồi lên. Trước tiên á, là mình cho cái chén vào để cho nó nóng ít nhất là 1 phút. Ở đây tại không có chén nhỏ, tại sử dụng cái chén to cô chú anh chị và các bạn. Cái chén nhựa mà nó to. Tại không có chén bánh bèo nhỏ như ở ngoài tiệm bán. Nó tại sử dụng cái chén to luôn. Ăn cho nó đã. Rồi xong mình đợi nó chín thôi. Trong thời gian đợi bánh chín thì mình đi làm nước chấm. Nước chấm ở đây là tại dùng nước và đường và nước mắm và cho thêm ớt sắt vào. Nước mắm của mình ăn với bánh này là nước mắm nó không có mặn nha, nước mắm ngọt và lạt thôi. Nên mình sử dụng nước mắm nhiều, nước nhiều. Rồi trong thời gian đó là bánh chín, bánh của mình cũng đã chín rồi. Thì Tài xin mời cô chú anh chị và các bạn xem và thưởng thức cùng Tài nha. Cái bánh của mình cô chú anh chị và các bạn thấy không, nó chính giữa nó có cái lúng đồng tiền á. Cái bánh của mình khi cho dầu ăn vào rất là mượt, rất là đẹp luôn. Nó như vậy là mình đã thành công đó. Khi mình làm cái bánh mà chính giữa, phía giữa nó có cái lúng đồng tiền á, là nó đã thành công và rất là đẹp rồi. Như cái chén này nè, Tài đã cho ít bột á, thì nó không có lúng đồng tiền cô chú anh chị và các bạn. Nó không có tạo, mình phải cho bột lên gần hơn nửa cái chén thì cái lúng đồng tiền của mình nó mới sâu, nó mới đẹp. Còn cái chén mà đỏ đỏ đó là nó không có đồng tiền, nó có nhưng mà mình thấy không có rõ rệt. Rồi tiếp tục đó là mình để vào, cho nhân vào. Nếu mình để cho cái bánh nó nguội nguội lên đó, thì cái bánh của mình nó dai hơn. Còn nóng quá thì cái bánh mình nó còn còn mềm á cô chú anh chị, ăn cũng được, cũng ngon vậy. Nó cho nhân và cho nước mắm vào. Nước mắm ở đây nước mắm không có mặn nên mình chan nhiều vào ăn cho nó đã, cho nó phê. Nước mắm ăn bánh bèo á thường là nó không có mặn, tùy vào khẩu vị của anh chị và các bạn mình pha nha. Chỉ nước, đường và nước mắm thôi. Rồi Tài mời xin xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với Tài nha. Món bánh bèo nhân mặn, nhân tôm và thịt xay nhìn rất là ngon. Trong mùa dịch này mình làm như thế này á, mình ăn để thay đổi khẩu vị nha cô chú anh chị và các bạn. Thay đổi khẩu vị, thay đổi khẩu phần ăn, thay đổi thực đơn của gia đình của mình để cho nó đỡ ngán. Chứ mình ăn mì gói, ăn trứng, ăn cơm và các kiểu đó thì nó cũng ngán. Mình phải thay đổi, mình tạo ra những cái món bánh. Bánh này ăn cũng là no nha. Nó cũng là tinh bột đó, giúp cho mình no được. Có thể thay thế ăn cơm, nếu mình ăn nhiều có thể thay thế cơm để no cả ngày, không bị ngán. Rồi, có lẽ là video của Tài nó tới đây nó cũng khá là dài rồi. Yêu thương Tài á, thì cô chú anh chị cho Tài xin một like, một đăng ký kênh. Nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nha. Và bật thông báo nha cô chú anh chị. Nhớ bật thông báo giúp Tài để cho Tài đăng video. Khi mà đăng video mới á, thì cô chú anh chị thấy video ủng hộ Tài nha. Tài sẽ đăng video vào lúc 8 giờ tối vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Video Tài phải lúc vào 8 giờ tối nha. Thứ ba, thứ bảy hàng tuần nha cô chú anh chị và các bạn. Tài rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ Tài. Tài xin chân thành cảm ơn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại những video mới nhất nha. Tài xin chào, xin cảm ơn cô chú.